Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 26 Tây Tháng Giêng, có nghĩa là ngày Quốc Khánh Úc Châu. Và trong ngày 26 Tây Tháng Giêng này thì đã có nhiều cuộc tranh luận đã xảy ra là thật sự là ngày hôm nay là ngày Quốc Khánh hay là ngày xâm lược, và bối cảnh nào mà những cái sự lăng tăng này đã xảy ra xuyên suốt trong nhiều năm qua, đến mức độ mà giới trẻ ngày nay đã không còn coi ngày 26 Tây Tháng Giêng hàng năm là một là ngày lễ quốc khánh trọng đại nữa, mà thay vào đó giới trẻ chỉ coi ngày hôm nay là một ngày nghỉ lễ thông thường. Và để giải đáp cho những cái thắc mắc là vì sao ngày hôm nay lại được gọi là ngày quốc khánh, hoặc vì sao ngày hôm nay được cho là ngày xâm lăng, thì Kim Hoàng xin mời tất cả quý khán giả của Vietfay TV hãy cùng theo dõi lại phần phỏng vấn đặc biệt của nhà báo Lưu Dân đối với luật sư Lưu Tường Quang mà chúng tôi đã thực hiện vào năm 2015 để quý vị có thêm thông tin chi tiết về những việc như thế này. Xin đón chào quý khán thính giả của Vietfay TV và cảm ơn quý vị đang theo dõi một chương trình đặc biệt về ngày Australia Day. Chúng tôi đã có dịp trình bày với quý vị về những cái nét đặc sắc của ngày Australia Day qua những đề tài như là cái con kangaroo, cái quốc huy của nước Úc, và đặc biệt là cái bản nhạc Advance Australia Fair được sử dụng như là một cái bài quốc ca của Úc từ năm 1984. Hôm nay chúng tôi lại có cơ hội để nói chuyện cùng với quý vị về một đề tài khác, về cái ngày, chính cái ngày quốc khánh của Úc 26 tháng 1. Và cùng trong buổi trò chuyện này, chúng tôi một lần nữa hân hạnh nói chuyện cùng với luật sư Lưu Tường Quang. Xin chào Lưu Dân và kính chào tất cả quý vị khán giả của Vietfay TV Úc Châu. Cái ngày quốc khánh 26 tháng 1 nó là một ngày đặc biệt, nhưng mà nó cũng là một ngày gây ra rất nhiều tranh cãi. Vâng, có thể là anh nói thêm về tại sao nó lại đặc biệt và tại sao nó gây ra những cái tranh cãi thế nào? Trước khi tôi nói cái đó thì tôi có một cái nhận xét về cái con kangaroo. Yeah, vâng. Thì rõ ràng là con kangaroo nó nằm trên cái quốc huy của Úc Đại Lợi, nhưng mà nó có nửa cái quốc huy thôi. Vâng. Nó còn con emu nữa. Vâng. Thì tại sao nó không làm emu? Cả con kangaroo và con emu đều có một cái đặc tính chung là đó là những cái con vật, dĩ nhiên là nó là những con vật đặc biệt của cái đất nước Úc này, nhưng mà cả hai cái con vật đều có một cái khả năng duy nhất là nó chỉ biết đi tới thôi và không biết đi lui. Cái đó thì tôi chưa biết. Yeah. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề 26 tháng 1 thì tại sao nó là ngày quốc khánh, mà nó có phải đáng là ngày quốc khánh hay không, và tại sao nó không đáng là ngày quốc khánh thì chúng ta sẽ thảo luận. Nhưng mà nói trước hết là cái tại sao nó trở thành ngày quốc khánh. Thì vào ngày 26 tháng 1 năm 1788, một cái đoàn tàu đầu tiên gồm 11 chiếc từ Anh Quốc vượt qua đại dương đến Úc Đại Lợi, chở theo rất nhiều tội phạm. Thành ra nó có cái từ gọi là The First Fleet. Và những người ngồi trên chiếc tàu tội phạm đó là The First Fleeters. Yeah. Thì cái đoàn tàu đó nó do ông đại tá gọi là Arthur Phillips chỉ huy. Thì họ đến một tuần lễ trước ngày 26 tháng 1 tới cái vịnh Botany Bay, tức là cái vùng phi trường của Sydney bây giờ. Thì ông, trong cái nhìn của ông đại tá Arthur Phillips, thì cái vùng này nó không thích hợp cho cái việc định cư những tội phạm. Là ông muốn đem cái tàu ra, đem đoàn tàu ra để đi về phía bắc, tức là về cái Port Jackson, tức là cái hải cảng Sydney. Nhưng mà đi không được là tại vì đang có bị giông bão. Thì đồng thời lúc đó nó có hai chiếc tàu hạm đội của Pháp do bá tước La Pérouse chỉ huy từ bên ngoài muốn đi vào Botany Bay mà đi không được, rồi đoàn tàu của Arthur Phillips từ Botany Bay muốn đi ra mà ra không được. Cho nên vì lý do này mà chúng ta sẽ trở lại cái sự kiện lịch sử đó. Tại cái sự kiện lịch sử đó nó một sự tình cờ, nó rất là quan trọng. Tuy nhiên sau cùng á, thì ông đại tá Arthur Phillips lấy được một hai chiếc tàu, mà đặc biệt là chiếc tàu Endeavour, đi vào hải cảng Sydney, gọi là Sydney Cove, vào ngày 26 tháng 1 năm 1788. Rồi từ trong cái ngày đó, ông tuyên bố là cái dãy đất này là thuộc Hoàng triều Anh Quốc, và đặt tên cho cái dãy đất này là New South Wales, tức là toàn bộ cái phần phía đông của lục địa Úc Châu. Đấy là cái lịch sử của ngày 26 tháng 1 1788. Nhưng mà tại sao nó trở thành ngày quốc khánh?
Như vậy thì nhìn lịch sử từ cái góc cạnh ngay cái giây phút mà chúng ta đang nói chuyện đây, lịch sử của nước Úc quả là một cái lịch sử của những cái đợt di dân đến đây để lập nghiệp, và những cái người, những cái convict, những cái tội phạm trên cái the first fleet đó là những thuyền nhân đầu tiên đến Úc. Đấy là tôi là vẫn lập luận, sở dĩ ngày nay đó dân chúng Úc tức là ai, tức là những hậu duệ của cái đám thuyền nhân tội phạm đó. Bây giờ người ta chống cái những cái thuyền nhân của năm 2015 hay là của đến năm 2010-2015, nhưng người ta quên rằng cái nguồn gốc châu Âu, cái nguồn gốc Âu Châu của nước Úc là thuyền nhân. Và cái người mà chống đối thuyền nhân đó là cái tập thể người thổ dân. Chỉ có cái tập thể người thổ dân mới có quyền chống đối thuyền nhân, là tại vì chính tập thể người thổ dân là bị tước đoạt cái quyền sở hữu của đất đai này bởi thuyền nhân, mà thuyền nhân đó là do Hoàng Triều Anh Quốc chở họ tới với tư cách là tội phạm đến định cư tại Úc Châu. Vâng, trong cái ý nghĩa đó thì thưa anh, chúng ta vừa nói đến cái chuyện là cái ngày này có phải là cái ngày quốc khánh hay không, cái ngày vui mừng của một số nào, hoặc là cái ngày buồn bã hận, nghĩa là có những cái sự chống đối về cái quan niệm là coi ngày 26 tháng 1 như là một cái ngày quốc khánh của Úc. Như vậy thì chúng ta phải đi ra ngược dòng thời gian một chút, là tại vì khi mà Captain Arthur Phillip mà tuyên bố cái giải đất này là New South Wales, thì nó bao gồm từ miền Bắc tuốt tận cùng của Queensland mà nó đi xuống tới cả Tasmania, và nó đi ra luôn bên phía Tây gọi là Nam Úc. Trong cái thời điểm đó thì hơn phân nửa nước Úc là New South Wales. Thì trong cái tiến trình mà từ tháng 1 năm 1788 cho tới ngày 1 tháng 1 năm 1901 là khi mà cái thành lập liên bang, thì cái thuộc địa New South Wales nó trải qua nhiều cái biến đổi. Thứ nhất là khởi đầu nó là một penal colony, tức là một cái thuộc địa để định cư lưu đày những người tội phạm. Rồi từ đó nó trở thành một cái thuộc địa tự trị của quốc hội. Rồi từ đó khi thành lập liên bang thì nó trở thành một tiểu bang. Nhưng mà trong khi nó trở thành, nó biến đổi về cái phương diện thể chế chính trị như vậy đó, thì nó mất dần, nó mất đất nhiều lắm. Trước hết là vào năm 1834, cái phần đất phía tây nam của nó được cắt ra để tạo lên cái tiểu bang Nam Úc. Rồi đến năm 1951 thì cái phần đất rất lớn ở phía nam đó bị cắt ra để tạo thành cái tiểu bang Victoria. Rồi đến năm 1956 thì cái hải đảo lớn nhất mà nó gọi là Van Diemen's Land, nó được đổi tên thành Tasmania và nó trở thành một cái thuộc địa lục tự trị. Rồi sau cùng á, cái phần đất rất lớn từ Coolangatta trở lên nó bị cắt ra để thành lập tiểu bang Queensland vào năm 1859. Thành ra bây giờ nó còn cái lõm dưới giữa gọi là New South Wales. Nhưng mà New South Wales này nó chỉ là một phần nhỏ của cái New South Wales ngày xưa. Cho nên vì lý do đó mà khi người ta kỷ niệm cái ngày gọi là lập quốc, thì New South Wales luôn luôn kỷ niệm cái ngày 26 tháng 1 coi như là cái ngày lập quốc, nhưng mà thực sự đó là ngày của New South Wales, nó không phải là ngày của các nước khác. Là tại vì khi mà lãnh thổ New South Wales mà được cắt ra để thành lập những cái tiểu bang khác, thì mỗi nơi đều có một cái ngày riêng của họ. Giả sử như Nam Úc hay là Tây Úc, nó có ngày Foundation Day là vào đầu tháng 6 của mỗi năm. Cho nên cũng vì lý do đó mà cho tới mãi đến năm 1935 thì các tiểu bang mới bắt đầu đồng ý coi cái ngày 26 tháng 1 là ngày Australia Day. Cho nên khi chúng ta nói ngày Australia Day là ngày quốc khánh, thật sự trong lịch sử nước Úc nó cũng chỉ là ngày quốc khánh kể từ năm 1935 mà thôi, chứ trước đó là chỉ là ngày của New South Wales. Bây giờ đặt ra cái câu hỏi, tại sao nó là ngày quốc khánh mà tại sao nó là cái ngày đau buồn? Là tại vì khi mà Captain Arthur Phillip mà tới cảng Sydney vào ngày 1 tháng Giêng hay là ngày 26 tháng Giêng năm 1788 mà tuyên bố New South Wales là hơn phân nửa của nước Úc thuộc chủ quyền của Hoàng Triều Anh Quốc, thì ai phản đối? Người thổ dân phản đối. Người thổ dân thuộc cái bộ tộc gọi là Iora phản đối kịch liệt. Cho nên vì lý do đó mà cái ngày 26 tháng 1 được coi là cái ngày đau buồn hay là cái ngày quốc hận. Cho nên cũng vì lý do đấy mà chúng ta nhại lại một câu nói của một người mà không cần phải nói tên,
là ngày 26 tháng 1 có trăm hàng người triệu, vui và cũng có vạn người buồn. Có hàng triệu người vui nhưng mà cũng có ít nhất là vài trăm ngàn người buồn. Vài trăm người buồn đó là người thổ dân tại Úc. Là tại vì người thổ dân tại Úc ấy, họ coi ngày 26 tháng 1 là ngày xâm lăng, cái ngày xâm lược, vâng, cái ngày bị chiếm đóng và cái ngày để tang gọi là Moon Day. Cho nên vì lý do đó mà nếu mà chúng ta không thể so sánh được, nhưng mà nếu chúng ta có thể miễn cưỡng nào đó để so sánh thì cái ngày 26 tháng 1 đối với người thổ dân tại Úc nó cũng gần giống như ngày 30 tháng 4 của cộng đồng tị nạn Việt Nam ở tại đây. Thì nói ngoài lề một chút là trong cái tiến trình định cư của chúng ta đó, thì vào đầu năm 1980 đó, giáo sư Nguyễn Hoàng Cương, tức là có lẽ lưu dân còn nhớ giáo sư Nguyễn Hoàng Cương. Giáo sư Nguyễn Hoàng Cương là một cái người đầu tiên viết một tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt tại Úc Đại Lợi với cái tên là Con Người Việt Nam. Thì ông so sánh cái mến mộ hay là cái lưu luyến của người Việt với đất đai tổ quốc, nó cũng giống như người thổ dân đối với đất đai tổ quốc họ tại Úc Đại Lợi. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta nói đặt cái câu hỏi lớn là 26 tháng 1 là ngày First Fleet Day hay là Australia Day. Thì đứng về cái phương diện công luận á, thì nhất là công luận truyền thông, thì họ vẫn cho rằng cái ngày này không xứng đáng là cái ngày Australia Day. Là tại vì nó không có tượng trưng cho tất cả người Úc mà nó loại trừ cái người thổ dân ra. Những người như là Dick Smith, chúng ta biết Dick Smith là một cái người kinh doanh rất là thành công tại Úc Đại Lợi mà đã được chọn làm người Úc trong năm, tức là Australian of the Day hồi năm 1986. Thì ông viết một bài rất dài đăng trên báo chí trong cái ngày hôm nay là 26 tháng 1 chỉ nên được coi là First Fleet Day và không nên coi là Australia Day, tức là ngày Quốc Khánh, mà nên chọn một ngày khác, chẳng hạn như là cái ngày Anzac Day là 25 tháng 4 hay là chọn cái ngày lập quốc liên bang là ngày 1 tháng 1 1901, hay là những ngày khác. Thì cho tới bây giờ thì cái giới chính giới tại Australia mới là cái trở ngại. Những thủ tướng, kể cả ông John Howard và kể cả ông Cameron Rudd, là thủ tướng một bên là đảng tự do, một bên là đảng lao động, đều chống đối cái việc thay đổi cái ngày Quốc Khánh 21 tháng 1 và mỗi cái ngày khác. Cho nên tạm thời bây giờ thì chúng ta phải coi cái ngày Quốc Khánh là ngày 26 tháng 1, chưa có thể thay đổi được. Thưa anh, thì như bây giờ chúng ta đều biết cái hải đảo lục địa Úc Châu, như bây giờ chúng ta đều biết là của người di dân từ hơn 60.000 năm trước rồi. Và nếu mà nói từ hơn 60.000 năm trước đó, thì cái người di dân đó là thổ dân. Đó, của cái thổ dân đó, vâng, lúc bây giờ đó có thể là cả trăm ngàn năm trước chứ không phải chỉ 60.000 năm trước. Thì cái lục địa Úc Châu nó có thể dính liền với Indonesia, hay là nào rồi cái lục địa Phi Châu nó có thể dính liền với nhiều cái, vâng, nhiều cái lục địa khác. Và do đó người ta có thể đi bộ được. Thì cái bộ tộc mà từ bên Indonesia nó đi bộ sang Úc Đại Lợi lúc bây giờ là người thổ dân. Thì nếu mà nhìn từ quan điểm đó, đi rất xa trong lịch sử 50.000 năm trước, thì quả thật là tất cả mọi người là di dân. Mà nói như vậy thì cũng nói luôn là nếu mà con người phát xuất từ Phi Châu á, thì tất cả con người đều là di dân cả. Nhưng mà nếu mà kể từ năm 1788 khi mà cái đoàn tàu First Fleet tới đây, thì rõ ràng là cái lục địa này là lục địa có chủ chứ không phải là như vô chủ như nhiều người. Cái vấn đề đó nó vừa là vấn đề chính trị xã hội mà nó vừa là vấn đề pháp lý. Là tại vì khi ông đại tá Arthur Phillip mà tuyên bố đất nước này thuộc Hoàng triều Anh Quốc, là ông tuyên bố như vậy trên cái căn bản đất nước này là đất nước vô chủ. Tiếng Latin nó gọi là terra nullius. Cái học thuyết về terra nullius là khi đất vô chủ thì ai tới trước chiếm đóng thì được coi là sở hữu chủ đất đó. Cho nên vì lý do lúc nãy tôi có nói là khi cái đoàn tàu của ông Arthur Phillip mà mắc kẹt trong cái Botany Bay, tức là gần cái phi trường Sydney bây giờ, mà không ra được là tại vì bị bão tố. Trong khi đó ở ngoài này có hai chiếc tàu của Pháp và của công tước La Pérouse muốn vô mà vô không được. Nếu mà ông La Pérouse mà đi lên thẳng trên projection mà đi vào Sydney trước mà tuyên bố đây là lãnh thổ của nước Pháp thì cái tương lai thì cái lãnh thổ rồi. Thì cái nước ngày nay nó sẽ khác. Tại sao nó khác? Là tại vì trong đó nó sẽ có thể hoặc là có chiến tranh giữa Anh với Pháp để giành cái lục địa Âu Châu, hoặc là Pháp chiếm một phần lục địa Âu Châu, Anh chiếm một phần lục địa Âu Châu, và cái lục địa này bây giờ sẽ có hai ngôn ngữ, tức là giống tương tự như Canada, vâng.
Tức là vừa có tiếng Pháp vừa tiếng Anh mà đều là quốc ngữ cả, mà lúc đó thì con cái chúng ta phải học cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh rồi cả tiếng Việt nữa, tức là mỗi người phải nói ba thứ tiếng, giống hệt như là người Canada bây giờ. Vâng, trong cái vấn đề mà người ta gọi là lương thức của người Úc, tức là Conscience of Australia, anh vừa đề cập đến một cái nhân vật rất là nổi tiếng là nhà thám hiểm Dick Smith. Ông bây giờ là một cái doanh gia rất là thành công và nổi tiếng, từng được trao cái giải là Australia of the Year. Song song với những cái đó thì người ta cũng có chứng kiến một số các cái phong trào của người Úc để ngỏ một cái lời nói xin lỗi đối với người thổ dân. Chúng tôi còn nhớ lại là trong cái Thế vận hội năm Sydney 2000, một cái ban nhạc của Midnight Oil chẳng hạn, họ mặc cái đồ có cái chữ sorry ở trên đó. Đúng rồi, mà cái người đốt cái đuốc là một nữ lực sĩ thổ dân. Đúng rồi. Và ngay cả một số các cái chính trị gia nổi tiếng sau này, thí dụ như là ông Kevin Rudd cũng vậy, một trong những cái việc làm đầu tiên của ông sau khi nhậm chức là ông đặt ra cái ngày Sorry Day để chính thức xin lỗi thổ dân về những cái hành động hay là những cái lỗi lầm trong quá khứ của lịch sử của ông. Thì bây giờ anh có nghĩ rằng là cái khuynh hướng mà thay đổi cái ngày quốc khánh đó hay là cái ngày Australia Day đó nó sẽ đi đến đâu, hoặc là nó có cơ may gì mà có thể thay đổi ngày 26 tháng 1 không? Trước khi tôi trả lời câu hỏi đó thì tôi xin nói tiếp được cái phần mà gọi là đất vô chủ, là tại vì sau khi đã tuyên bố như vậy rồi đó, thì khi mà Úc Đại Lợi được ban hành cái hiến pháp của Úc, mà nên nhớ rằng cái hiến pháp của Úc là do một cái đạo luật của Quốc hội Anh Quốc ban hành, thì trong hiến pháp của Úc không hề có cái điều khoản nào để công nhận sự hiện hữu của người thổ dân. Từ năm 1901 cho tới năm 1967, người thổ dân không có hiện hữu về phương diện pháp lý trên lục địa này. Cho đến năm 1967 thì thủ tướng Úc lúc bây giờ là ông Harold Holt mới mở ra một cuộc trưng cầu dân ý để cho phép hay là để yêu cầu census, tức là cái kiểm tra dân số, ghi nhận sự hiện hữu của người thổ dân. Và do đó từ năm 1967 người thổ dân mới hiện hữu. Nhưng mà hiện hữu xong vẫn không có quyền, vẫn mất đất đai. Một cái bước kế tiếp nó quan trọng là cái bản án của tố cao pháp viện Úc Đại Lợi gọi là Mabo vào năm 1992. Cái vụ kiện này đó là do ông Mabo, ông kiện chính phủ Queensland về cái vấn đề sở hữu đất đai. Và trong cái khi mà cứu xét cái vụ kiện này thì tố cao pháp viện mới xác quyết là vào năm 1788 lục địa Úc Châu không phải là đất vô chủ. Tức là hủy bỏ cái chủ thuyết terra nullius. Và do đó chúng ta đến cái tình trạng hiện nay là nếu Úc công nhận cái sự hiện hữu và cái sự chủ quyền về lãnh thổ phần nào đó gọi là đất đai, nhưng mà đất đai theo truyền thống của người thổ dân. Cái vấn đề được đặt ra, và cái điều này nó cũng quan trọng, là ông Thủ tướng Tony Abbott dự trù sẽ thay đổi, sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý để thay đổi hiến pháp và ghi nhận sự hiện hữu của người thổ dân vào trong hiến pháp. Có thể là năm tới hoặc là năm tới nữa. Và trong trường hợp đó thì cái vấn đề được đặt ra nó có thể làm cho người ta nghĩ tới cái tiến trình thay đổi ngày quốc khánh đi nhanh hơn. Nhưng mà nói rồi thì nói qua thì cũng phải nói lại. Có một ký giả viết trên báo Sydney Morning Herald nói là ông sẵn sàng, ông chờ đợi 50 năm nữa. Đến năm 2065 thì mai ra ngày quốc khánh Úc mới là cái ngày quốc khánh mà người thổ dân cảm thấy hài lòng, cảm thấy được đối xử bình đẳng và cảm thấy có thể ăn mừng được. Cái thời gian đó rất dài, nhưng mà 5 năm nữa, 50 năm nữa, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta tới đây đã được 40 năm rồi. Thành ra nó thời gian đó rất dài, nhưng mà nó qua cũng rất nhanh, biết đâu. Biết đâu khi đó anh và tôi còn có thể là liên hoan cái ngày quốc khánh đó chăng? Tôi cái đó thì tôi không nói được, mà tôi cũng không biết được. Nhưng mà cái điểm quan trọng đó là cho tới bây giờ đó, năm nào cũng vậy, tới ngày quốc khánh hay là ngày Australia Day 26 tháng Giêng là cái cuộc tranh luận nó lại tái diễn. Có nên hay không nên giữ cái ngày này, phải thay đổi như thế nào để có thể công nhận được cái tập thể người thổ dân, và để cho cái ngày quốc khánh Úc nó là một ngày mà tất cả quần chúng, tất cả mọi thành phần sắc tộc đều có thể ăn mừng với nhau và coi đây là cái ngày của chính mình. Tại sao tôi nói như vậy? Là tại vì ngay cả trong cái tập thể người da trắng, cái ngày 26 tháng 1 vẫn được coi là ngày của New South Wales. Cái người Úc bên Tây Úc, họ có cái ngày foundation của họ, họ cũng ăn mừng ngày quốc khánh là cái ngày lễ của chung của tất cả mọi người, nhưng mà họ không có cái vui vẻ của cái người ở New South Wales, ở Sydney. Cái người các tiểu bang khác đều vẫn coi ngày 26 tháng 1 là ngày của New South Wales. Cho nên ngay cả trong cái cộng đồng người da trắng nó cũng đã có cái sự khác biệt rồi.
huống chi là giữa cộng đồng da trắng với cộng đồng người thổ dân, và cộng đồng người da trắng di dân với cộng đồng người da trắng di dân từ châu Á. Có ai nghĩ rằng cái ngày 26 tháng 1 là cái ngày quan trọng đối với Việt Nam không? Tất nhiên đứng về cái phương diện, đứng về cái phương diện xã hội, về cái phương diện chính trị, thì người Việt Nam là công dân Úc, thì người Việt Nam cũng ăn ngày mừng ngày Quốc khánh 26 tháng 1. Nhưng trong tâm tư của người Việt Nam, có ai cảm nhận cái ngày 26 tháng 1 là cái ngày Quốc khánh không? Vâng. Chưa chắc, chưa chắc. Vâng. Có thể có mà có thể không. Thưa quý vị, vừa nghe lược trình những cái yếu tố về lịch sử, về pháp luật cũng như là chính trị liên quan đến cái ngày 26 tháng 1 được coi như cái ngày Quốc khánh Úc hiện tại. Ngày 21 tháng 1 thì thực sự nó cũng không có sai, tại vì có lúc cái ngày đó cái ngày đoàn tàu nó vào vịnh Botany Bay. Nhưng mà sao đến ngày 26? Đến ngày 26 mới tuyên bố thôi. Thưa anh, thì trong cái ngày 26 tháng 1 hàng năm thường thường có những cái sinh hoạt gì đặc biệt ở cái nước Úc thưa anh? Ngày 26 tháng 1 hàng năm đó thì nó là vào giữa mùa hè, nó rất là nóng bức, cho nên cái lối sống của người Úc nó thích hợp cho cái thời điểm đó về cái phương diện khí hậu. Thì người ta hay ăn barbecue, người ta ăn thịt nướng, người ta uống lager, người ta uống bia, là tại vì tất cả những cái cách ăn uống như vậy nó thích hợp với cái mùa hè. Nhưng mà cái lối sống đó thì nó không phải là thích hợp cho tất cả mọi người, cho nên mạnh ai thì muốn làm cái gì thì làm. Nhưng mà cái quan trọng đó là cái ngày 26 tháng 1 nó là cái cơ hội, cái ngày quốc khánh, cơ hội để cho cái hội đồng tuyển chọn những người Úc trong năm, những người Úc trẻ trong năm, người Úc cao niên trong năm, và những cái người có cái thành tích đặc biệt tại địa phương, gọi là local hero, tức là Australian of the Year, Young Australian of the Year, Senior Australian of the Year and local hero. Và nó có một cái ủy ban để tuyển chọn những cái đấy từ tiểu bang lên tới liên bang, và được công bố vào tối cái ngày áp, cái ngày vọng Australia Day, tức là ngày 25 tại Canberra, do Thủ tướng Úc lúc bây giờ. Thì Thủ tướng Úc bất cứ là ai cũng làm công chuyện đó. Kính thưa quý vị, luật sư Lưu Tường Quang là một cái người đã có giữ nhiều cái chức vụ cao cấp trong cái hệ thống công vụ của chính phủ liên bang Úc. Trong đó có một thời gian ông đảm nhận chức vụ là giám đốc di trú của tiểu bang New South Wales từ năm 1987 đến 89, nếu tôi nhớ không lầm thưa anh. Và cũng là một thành viên trong cái hội đồng tuyên chọn những cái người Úc trong năm. Vâng, thì qua những cái hoạt động ở trong bộ di trú cũng như là trong cái hội đồng này, thì anh có thể kể ra một vài cái câu chuyện mà anh bây giờ có thể tiết lộ, hoặc là bây giờ anh có thể cho mọi thật người biết. Thật sự thì nó không có gì bí mật cả, thì cái chuyện tiết lộ nó cũng dễ, không có sao. Ngoài trừ có khi tên thì tôi không nói rõ được. Thì cái quan trọng đó là cái ngày quốc khánh của năm thứ 200, tức là đệ bách, đệ nhị bách niên. Đệ nhị bách niên là tại vì chúng ta nãy giờ chúng ta nói cái thời điểm 1788 nó rất nhiều, nhưng mà chúng ta chưa có nói thời điểm 1988, tức là 200 năm sau khi mà Captain Arthur Phillip tới cảng Sydney. Và cũng trong cái thời gian đó anh đang là đương nhiệm giám đốc của Bộ Di trú tại tiểu bang này. Và trong thời gian đó thì tôi làm giám đốc của Bộ Di trú liên bang tại tiểu bang New South Wales, đặt cái bản doanh tại Sydney. Thì nhân cái lễ kỷ niệm 200 năm lập quốc theo cái nghĩa là định cư của người da trắng tại Úc Đại Lợi, thì chính phủ liên bang có cái ý định là chọn một người tiêu biểu gọi là công dân thứ 2 triệu kể từ sau khi Thế chiến thứ 2. Tại vì tôi làm giám đốc di trú tại tiểu bang New South Wales, cho nên tôi có cái nhiệm vụ phải chọn cái người đó. Thì tôi chọn một người Việt Nam, một thiếu nữ Việt Nam họ Nguyễn, mà có cái tên Việt Nam rất đẹp, mà trẻ, là đang là sinh viên. Thì sau khi đó thì chính phủ tại Canberra nghĩ rằng bây giờ cái di dân nó có từ châu Âu trước rồi nó mới có từ châu Á. Bây giờ mà ông chọn một người thiếu nữ Việt Nam thì ok, không có sao cả. Nhưng mà bây giờ tại vì nó có cái truyền thống là từ châu Âu nó đến trước rồi từ châu Á nó đến sau, cho nên vì lý do đó tôi phải chọn thêm một người nữa, là một anh đã cũng khoảng 20 tuổi, là một thanh niên từ Scotland, tức là từ Tô Cách Lan. Thành ra trong cái dịp ngày 26 tháng 1 năm 1988, có rất nhiều báo chí, trong đó kể cả có báo chí Việt ngữ, mà có ký giả, có nhà báo như là ông Nguyễn Vi Túy, và có người tôi nhớ hình như là ông Lưu Dân. Vâng, cũng có mặt. Cái họp báo đó xin thưa anh là tôi có mặt. Và cái buổi lễ đó có ông Thủ tướng Bob Hawke chủ tọa,
thì hai người Úc trở thành công dân thứ 2 triệu, trong đó có một người Việt Nam, cái cô Hồ Nguyễn, một nữ sinh viên mà cái tên Việt Nam rất đẹp. Và cũng nói về những cái giải thưởng hay là những cái dịp đặc biệt như thế này, cũng có những cái người được công nhận như là có những cái đóng góp vào cái xã hội chính mạch ở Úc, là những cái người trẻ với một cái cộng đồng tương đối là nhỏ như là cộng đồng Việt Nam, vừa mới định cư trong khoảng cái thời gian khá ngắn so với nhiều cộng đồng khác. Tương đối nhỏ nhưng mà thực sự không nhỏ, là tại vì chúng ta đã là cái cộng đồng đứng hàng lớn hàng thứ 6 trong tất cả cộng đồng di dân không nói tiếng Anh tại Úc Đại Lợi. Nhưng mà với cái thời gian định cư khá ngắn, tuy vậy đúng rồi, cái thời gian định cư vẫn có hai người trẻ được chọn như là những cái khuôn mặt tiêu biểu của giới trẻ của Úc thôi. Thật sự thì nó có ba người trong cái giải thưởng về người Úc trong năm á, thì nó có tới ba người nữa. Nhưng mà người thứ ba thì tôi không nói được, tôi chỉ có nói được hai người trẻ thôi. Là vào năm 1999 thì có một người trẻ Việt Nam ở Melbourne được chọn làm người trẻ, người Úc trẻ trong năm, tới là Young Australian of the Year. Lúc đó tôi chưa vào làm trong cái hội đồng quốc gia về ngày quốc khánh, tức là cái National Day of Australia Council. Đến năm 2004 thì ông Thủ tướng John Howard mới bổ nhiệm tôi vào cái hội đồng đó, và tôi phục vụ cho tới khi ông John Howard không còn làm Thủ tướng nữa. Và ông Kevin Rudd làm Thủ tướng, tôi phục vụ thêm một năm nữa, tức là tôi phục vụ từ năm 2004 tới năm 2008. Thì trong năm 2005 nó có một ứng cử viên, hay là có một người được nominate, được đề cử. Cái người đó thì không có ai xa lạ trong cộng đồng người Việt, thì chắc ai cũng biết, nhiều người đã biết. Cái người đó là anh Đỗ Khoa, tức là cái người một đạo diễn điện ảnh một trẻ. Đạo diễn và một diễn viên điện ảnh trẻ. Cái Young Australian of the Year đó thì cái tuổi được ấn định là từ 16 tới 30, thì lúc đó là anh Đỗ Khoa là khoảng 25-26 tuổi. Thì năm 2005 á, thì chúng tôi chọn anh đó ở cái cấp tiểu bang trước tại New South Wales, anh trở thành cái người đoạt giải tại địa phương, tức là tại New South Wales. Rồi tất cả những cái người mà đoạt giải tại địa phương, tại từng tiểu bang và lãnh thổ thì được đưa vào trong cái danh sách liên bang để làm finalist, tức là làm cái người vào chung kết của liên bang. Và vào chung kết của liên bang thì Đỗ Khoa cũng được chọn làm cái người Úc trẻ trong năm. Mà cái đó là hai người trong cái tiến trình mà tuyển chọn những cái ngày quốc khánh, thì có hai người trẻ Việt Nam đã được chọn làm Young Australian là gì, còn người thứ ba thì tôi xin miễn bàn. Vâng, với vỏn vẹn 40 năm định cư của cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại đất nước này, anh nhìn thấy những cái đóng góp nào quan trọng về mọi mặt của cái cộng đồng người Việt của chúng ta nhân cái thời điểm mà nhìn lại nhân cái thời điểm nhìn lại 40 năm định cư của người Việt đó, thì thật sự cộng đồng chúng ta rất thành công. Nói chung thì rất thành công về phương diện giáo dục, phương diện kinh tế tài chính. Mà nếu mà nói về một cái lĩnh vực mà chúng ta chưa thành công đó là cái lĩnh vực hội nhập chính trị, là tại vì chúng ta tuy chúng ta có số đông, chúng ta định cư tuy tương đối ngắn, nhưng mà cũng có những cộng đồng có số đông ít hơn, hay là có cái số nhân số ít hơn chúng ta mà cũng định cư tương đối ngắn, như cộng đồng Lebanese chẳng hạn. Vâng. Thì họ hội nhập về phương diện chính trị rất là thành công, là tại vì họ cái giới trẻ của họ nó sinh hoạt trong các tổ chức chính trị, hoặc là đảng lao động, hoặc là đảng tự do một cách nhiều hơn, nhân số nó nhiều hơn cộng đồng người Việt. Cho nên về cái nếu chúng ta có thể nói là một cái lĩnh vực mà chúng ta chưa đạt là lĩnh vực hội nhập chính trị, còn tất cả những cái lĩnh vực khác thì chúng ta đều có thể tự hào. Mà tôi cũng muốn nói thêm là nhân cái dịp này đó, nếu mà chúng ta cần phải vinh danh đó, thì chúng ta cần vinh danh cái giới trẻ Việt Nam. Là từ ngoài cái chuyện mà học hành giỏi, cái giới trẻ Việt Nam đang đóng góp rất nhiều về những cái phương diện khác. Chẳng hạn như về cái phương diện kịch ảnh, điện ảnh thì có chúng ta có Đỗ Khoa. Về cái phương diện văn học đó, thì chúng ta có Nam Lê. Và về cái phương diện mà kịch hài kịch, có thể là anh Gia Đỗ Anh Vân. Về phương diện hài kịch thì chúng ta có Lê Văn Hưng là con của anh Lê Thành Nhân ở Melbourne, và người ta có Đỗ Khoa tại Sydney. Rồi từ những cái đóng góp khác nữa mà có rất nhiều người âm thầm không có nêu trong các lĩnh vực khoa học và y khoa. Trong lĩnh vực và y khoa thì chúng ta có anh Phan Văn Trí chẳng hạn, là một người đang làm khảo cứu về y học tại cái viện Garvin ở Sydney. Cho nên tất cả những chuyện đó nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta cái giới trẻ chúng ta thành công rất nhiều, mà có thể những người có rất nhiều thành công nhưng mà ít được biến tới, là tại vì họ không có phổ biến những cái thành tích của họ một cách rộng rãi trong cộng đồng, trong khi những cái thành tích đó sẽ được công nhận bởi những cái tạp chí khoa học, những tạp chí y học rất là có tiếng trên thế giới. Cho nên nói chung thì chúng ta rất là thành công về mọi phương diện, kể trừ ngoại trừ cái phương diện hội nhập chính trị. Cho nên đó cũng là lý do mà tại sao
chúng ta nên khuyến khích cái giới trẻ Việt Nam hay là bất cứ người nào nên gia nhập vào đảng chính trị để có cái sinh hoạt và do đó mai ra có thể có được dân biểu và nghị sĩ trong tương lai không xa. Anh đã có những cái lời rất là nồng nhiệt và khích lệ đối với giới trẻ. Tuy nhiên tôi có một cái điểm không đồng ý. Đó là anh phải kể đến cái thế hệ thứ nhất nữa. Tại vì đó là chính là những cái người đã lót đường hay là đã hy sinh rất là nhiều. Không, tôi đồng ý hoàn toàn. Tại vì trong cái thế hệ thứ nhất là cái thế hệ mà chịu, có thể gọi là cái thế hệ lót đường, cái thế hệ chịu nhiều thiệt thòi. Là tại vì phải làm việc cực khổ, phải tái lập lại cái đời sống gia đình. Nhưng mà cũng có rất nhiều thành công chứ đâu phải không. Nhưng mà cái đó mình không nên nói. Tại sao không nên nói? Thì em biết ngày hôm nay là cái ngày quốc khánh của nước Úc. Và chúng ta là một cái bây giờ nếu vậy thì tôi có thể nói hai người. Thí dụ như chúng ta có Đức Giám Mục Nguyễn Văn Long tại Melbourne. Hay là chúng ta có ông Lê Văn Hiếu tại Nam Úc. Tôi nghĩ là nói như vậy cũng đủ rồi, không cần phải nói thêm nữa. Nếu mà anh cho phép tôi có thể kể thêm một vài người nữa không? Thì anh muốn kể ai anh kể. Thật ra thưa quý vị, cái người mà có lẽ là trong cộng đồng của chúng ta cũng rất là quen thuộc và rất là kính trọng, đó là không khác ai khác hơn là người đang ngồi trước mặt tôi. Và anh đã từng là một cái thuyền nhân, hay là đúng hơn là một cái thúng nhân, như anh, như nhiều người vẫn là thân mật mà gọi anh như vậy, bởi vì anh vượt biên bằng một chiếc thuyền thúng. Và từ đó đến nay đã gần 40 năm qua, đã có rất là nhiều đóng góp, không những về cái mặt công vụ của Úc mà về cái sự phát triển chung của cộng đồng người Việt của chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng có nhiều cái nhân vật khác, hoặc là dù đóng góp âm thầm, dù cái này cái nọ có thể được biết đến hay không biết đến, nhưng mà một vài trường hợp mà tôi cũng có thể đơn cử là một trong những người mà trong cái lĩnh vực thể thao là anh Lê Văn In chẳng hạn. Ít ai biết rằng anh là đương kim vô địch toàn thế giới về lão tướng, tức là nó vừa mang lại một cái cúp rất là lớn, có thể là đó là hạng nhất trên thế giới rồi, về một cái bộ môn thể thao mà anh đã từng nổi tiếng cách đây hơn nửa thế kỷ rồi. Không, để như tôi đã nói, nó có rất nhiều người thành công mà một thành công một cách âm thầm, cho nên khi mà chúng ta nói tên một vài người, điều đó không có nghĩa là chúng ta phủ nhận cái công lao của những người khác. Đặc biệt là tất cả các cái bậc phụ huynh trong cái thế hệ thứ nhất, họ có thể ngồi hàng giờ hay là 16, 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày trước một cái bàn máy may. Đúng, họ rồi. Cũng có thể làm những cái công việc rau đậm. Thì cái chuyện đó, nó phản ảnh trong phim ảnh, trong cái phim gọi là The Delivery Day của Đỗ Khoa, tức là ngày giao, mà cái đó là một trong những cái thành tố mà khi chúng tôi nghiên cứu để mà chọn Đỗ Khoa để làm người Úc trẻ trong năm 2005 là cũng vì những cái phim ảnh đó. Tất cả những chuyện đó nó đều quan trọng hết. Và cũng vì tất cả những thành công đó mà có rất nhiều người được cái huân chương của Úc để lại, gọi là Order of Australia. Trong đó có những người đã từng phục vụ cộng đồng một cách đắc lực. Thí dụ như bác sĩ Nguyễn Minh Tiến tại Sydney, bác sĩ Bùi Trọng Cường tại Queensland, tiến sĩ Trần Mỹ Vân tại Adelaide, hay là giáo sư Nguyễn Văn Dưỡng tại Melbourne, hay là ngay cả một người cũng rất gần gũi với chúng ta là cô Ngọc Hân của đài trưởng ban biên ngữ của đài SBS cũng được cái huy chương của Úc đại lợi vào năm 2007. Thì tất cả những cái thành quả đó đều là những cái đóng góp, những cái thành công, những cái hy sinh lớn lao của những người của thế hệ thứ nhất. Thật sự chúng ta là những người thế hệ thứ nhất. Thì thưa anh, nhân cái ngày Australia Day này, anh nhìn đến phía trước, anh nhìn đến tương lai thì cái cộng đồng của người Việt của chúng ta sẽ hội nhập hoặc là phát triển vào cái đất nước Úc này như thế nào để có thể mình coi cái ngày Australia Day là cái ngày vui của mình, là một cái ngày mà mình vinh dự, mình nói là I'm an Australian. Tôi thật tình mà nói về phương diện cá nhân, tôi sẽ rất vui nếu cái ngày đó không phải là cái ngày mà cái thuyền nhân tầm trú từ Anh Quốc, những người tội phạm bị lưu đày là ngày quốc khánh. Ngày nào cũng được cả, ngày nào nó cũng có ý nghĩa cả. Nó là ngày Anzac Day 25 tháng 4, là cái ngày, muốn nên nhớ là ngày Anzac Day 25 tháng 4 là một ngày chiến bại. Liên quân Anh Úc thảm bại, bị đánh tơi bời, bị đánh tan rã tơi bời tại cái vịnh Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng là tại vì cái sự thất bại nó đánh thức cái lòng tự tình dân tộc, và nước Úc trở thành một quốc gia trưởng thành vì cái sự chiến bại đó. Cho nên cái ngày 30 tháng 4 là ngày chiến bại. Chúng ta chiến bại, chúng ta thua về phương diện quân sự, nhưng biết đâu cái ngày đó nó cũng như là ngày Anh Sát Đây. Ngày sau khi lịch sử mà có cơ hội nhìn cái diễn tiến khách quan, thì có khi cái ngày 30 tháng 4 nó là một cái mốc điểm xoay chiều. Nó đánh thức cái lòng người, nó đánh thức cái tự tình dân tộc. Thì chúng ta không biết được.
Nhưng mà riêng cá nhân tôi đó thì tôi sẽ rất là vui mà kỷ niệm cái ngày Australia Day, nếu cái ngày đó là một ngày mà nó kết hợp tất cả mọi người, kể cả cái thành phần thổ dân là cái tập thể dân chúng đã cư ngụ tại Úc Đại Lợi trên 50.000 năm và để lại một cái di sản văn hóa rất là phong phú cho đất nước này. Vâng. Thưa quý vị, với tâm tình đó của luật sư Lưu Tường Quang, chúng tôi xin kết thúc phần trò chuyện nhân ngày Australia Day năm 2015 hôm nay. Lưu Dân xin kính chào tạm biệt quý vị. Tôi cũng xin kính chào tất cả quý vị khán giả của Face TV và chúc quý vị an vui và hạnh phúc với barbecue và bia. Với barbecue mà có bia hay không có bia là tùy từng người.